Chào anh chị, đây là video em chia sẻ cho anh chị về cách làm thế nào để bật chế độ CC để mọi người có thể tái sử dụng video của anh chị. Đầu tiên, anh chị vào mục trình quản lý video. Tiếp theo, anh click vào mục chỉnh sửa. Click vào mục thông tin cài đặt. Anh chị click vào cài đặt nâng cao. Anh chị click vào mục giấy phép Creative Commons ghi nhận tác giả. Đây có hai mục, một là giấy phép chuẩn của YouTube, tức là bản quyền. Thứ hai là giấy phép Creative Commons là cho phép người khác tái sử dụng video của mình. Sau đó anh chị click vào New thay đổi. Ok, bây giờ video của anh chị đã ở chế độ CC, mọi người có thể tải và tái sử dụng video của anh chị. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video ngắn này. Xin chúc anh chị thành công.